Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lồng đèn trang trí một chú rồng nhỏ kèm đèn nhấp nháy xinh xắn như thế này ha Ở đây mình sẽ có phối nhiều màu với nhau nè Các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích ha Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đây sẽ là cái mẫu khung mà mình sử dụng ha Là mẫu khung gỗ với đường kính tầm khoảng 15cm Đây là bề dày nè, con đèn thì mình sẽ sử dụng dạng đèn led có chiều dài khoảng tầm 1 mét ha, với nhiều đèn nhấp nháy như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi màu đèn tùy thích. Do phần đèn của mình nó có tầm khoảng 10 bóng đèn cho nên các bạn sẽ chia cho mình cái khung này ra tầm khoảng 10 vị trí ha. Mình có thể chia vào những cái điểm đối diện với nhau. Tại ta có thể chia ở những vị trí tương đương thôi ha, không cần phải quá chính xác. Khi đã chia cho mình được tầm khoảng 10 vị trí thì những cái bóng đèn nè, các bạn sẽ gặp cho mình lại và mình sẽ quấn ở đây mình sẽ giữ cố định cái vị trí của bóng đèn ha sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình những cái bóng đèn còn lại Chặp lại và mình quấn ở cái vị trí này nè hoàn tất rồi thì các bạn sẽ đưa cho mình cái đầu của phần đèn nè ở đây cái chuôi đèn của mình nó cũng có một bóng đèn ha ta sẽ đưa vào một vị trí bất kỳ sau đó các bạn sẽ cố định cho mình cái bóng đèn ở vị trí này mình sẽ chừa một kích thước vừa đủ để lát nữa cái phần đèn này nó sẽ nằm ở bên trên của công tắc nha cố định lại sau đó các bạn sẽ vòng cho mình cái phần đèn led này quanh cái vòng gỗ của mình ha lưu ý khi các bạn vòng những cái đèn led này nè những cái phần đèn mà mình có xoắn lại cho nó ở cái vị trí ở phía ngoài nè thì các bạn sẽ sắp xếp làm sao cho nó nằm ở mặt ngoài của cái vòng ha sau đó tiếp tục quấn cho mình cái phần đèn nè cái đèn tiếp theo nó cũng nằm ở vị trí phía ngoài của vòng Các bạn sẽ chia cho mình ở những vị trí tương đương mà mình đánh dấu ha Nó có thể sắp xỉ thôi chứ nó không cần phải quá chính xác Miễn làm sao cho cái mặt đèn của mình nó nằm ở mặt ngoài chứ không có nằm ở bên trong như thế này nha Sau khi các bạn đã chia cho mình đều những cái vị trí của mặt đèn rồi nè Mặt đèn nó nằm ở phía ngoài của vòng ha Thì ta sẽ có được 10 vị trí cho bóng đèn cái bóng đèn cuối cùng các bạn sẽ quấn lại cho mình với cái công tắc luôn để mình cố định lại được cái phần đèn nè. Ta sẽ có được cái phần đèn nhấp nháy như thế này ha, chia đều ở cái vòng tròn. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần dây vào trong khung rồi thì các bạn sẽ móc cho mình cái đoạn xích. Mình sẽ sử dụng kim 3,5 mm để móc cái đoạn xích cho đoạn xích của mình nó được to và dày dặn hơn ha. Ta sẽ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Ta sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái độ dài Vừa đủ để mình có thể quấn quanh cái vòng gỗ mà mình sử dụng nè Thì những bạn nào mà làm một màu Các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 900 cho đến 1000 mũi móc xích còn những bạn nào mà muốn phối hai màu thì có thể chia đều cho mình mỗi sợi dây mình sẽ móc tầm khoảng bốn trăm cho đến 500 mũi ha và cũng tùy vào tay thợ móc mà cái số xích này nó có thể khác nhau sau khi có được độ dài của hai đoạn xích rồi các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len thừa của cái đầu đoạn xích mình sẽ đưa vào bên trong của cái khung gỗ ha đưa vào một vị trí bất kỳ nè chưa cái đoạn len vừa đủ ở đây các bạn sẽ quấn cho mình làm sao cho mặt phải của cái hàng xích á nó nằm ở phía ngoài ha khi mình quấn mình cố định lại hai cái đầu của sợi xích trước sau đó các bạn cứ quấn dần cho mình nè đưa cái mặt phải của hàng mũi xích nằm ra bên ngoài quấn tương tự như vậy cho mình cho đến hết ha khi các bạn quấn cho mình đến cái phần mà mình tạo những cái bóng ở phía ngoài nè thì các bạn sẽ chừa cho mình cái phần bóng ra phía ngoài ha mình chỉ giấu những cái mà nó không có cái phần bóng thôi còn những cái mà đổ cái phần bóng ra phía ngoài này các bạn sẽ bẻ cho mình cho nó nằm ở phía ngoài của sản phẩm sau đó mình sẽ làm tương tự ha thì khi mà mình bật đèn nhấp nháy cái phần đèn của mình nó sẽ lộ ra bên ngoài còn những cái đoạn mà thừa của cái phần đèn á nó sẽ được giấu vào bên trong ha sẽ giúp cho cái khung của mình nó đẹp hơn các bạn sẽ vòng tương tự cho mình cho đến hết cái phần khung này sau khi đã quấn cho mình hoàn tất đến cái phần khung rồi nè thì cái phần đèn của mình nó sẽ lộ ra ở phía ngoài của phần khung ha Đến cái điểm giao nhau giữa hai đầu rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình từng sợi ra ha. Mình sẽ lấy sợi len màu vàng ra nè, sau đó tiếp tục quấn cái sợi len màu vàng kia. Sao cho hai đầu của cái đoạn này nó chạm vào nhau và mình sẽ cắt cái đoạn len thừa đi. Các bạn sẽ cột cuốt lại cho mình ở vị trí này ha. khi đã cột lại cố định được hai cái đầu của đoạn xích rồi ha mình sẽ canh chỉnh cho nó đều lại ta sẽ có được cái phần đèn như thế này còn hai cái đầu len thừa là các bạn sẽ luồng cho mình kim vào bên trong những cái sợi len sau đó mình sẽ giấu những cái đoạn len thừa vào bên trong ha các bạn sẽ làm lương tự cho mình cho cái màu còn lại nè thì như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái khung của lòng đèn ha với đèn nhấp nháy ở phía ngoài Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái chú rồng để trang trí ở bên trong ha. Mình có thể phối màu tùy thích. Đổi cho mình đầu kim 2,5 mm, ta tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời các bạn kéo dài sợi len lên sau đó mình nghiêng cái đầu len qua cái phần kim mà mình móc nè. Các bạn sẽ guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó kéo sát cái sợi len lại về đầu kim. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc đầu tiên với 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng ha. Mũi tăng tức là ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mũi tăng ha. Mũi đầu tiên nè. Tiếp tục mũi thứ hai, ta sẽ có được mũi tăng đầu tiên, làm tương tự cho mình cho năm chân còn lại ha. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng nè, Chân thứ ba cũng móc mũi tăng. Tiếp tục chân thứ tư tương tự, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc thứ năm, móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân móc thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi cùng chân móc ha. Sau khi hoàn tất được vòng móc này thì mình sẽ có được tổng cộng là 6 cái mũi tăng, ta tăng được 6 mũi cho vòng này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời. Nhớ ha khi kết thúc mình kéo dài sợi len lên, nghiêng cái đầu len qua cái vị trí của tay cầm kim và guốc mạnh lại. Móc lên một xích. Vòng móc thứ hai hoàn tất thì sẽ tạo ra 12 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba móc cho mình cụm móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc thứ ba mình sẽ có cụm móc như thế này một mũi đơn sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cộng này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha ta sẽ có một mũi móc đơn sau đó sẽ là mũi tăng mình có được cụm móc thứ hai nè cụm móc thứ sáu sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha một móc đơn sau đó là mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng khi kết thúc được vòng móc này mình sẽ có được 6 cụm móc như thế này tăng được 6 mũi cho vòng này tiếp tục kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích và móc thứ tư dựa vào vào móc bên trên mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì ở cái hàng mình vừa móc nè mình có một móc đơn đây là cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân ha một móc đơn sau đó là mũi tăng thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ này lên một mũi mình sẽ có hai mũi mỗi chân có được hai mũi móc đơn mỗi chân tăng so với hàng phía dưới một mũi rồi thì chân kế tiếp móc mũi tăng thì như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Các bạn móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Nhưng mà đối với vòng này các bạn để ý cho mình cái cụm móc của mình nè. Số mũi móc đơn lẻ của mình lan là, là số chẵn ha. Ở đây mình có hai mũi. Thì hai mũi nó là số chẵn nên ở cái vòng này các bạn có thể đảo công thức cho mình ha. Hai mũi này mình sẽ chia đôi ra mỗi bên một mũi, các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi tăng vào chính giữa của hai mũi này. thì khi đảo công thức ở cái vòng này, các bạn có thể móc cho mình như sau ha. ta sẽ móc mũi móc đơn vào chân đầu tiên trước, sau đó sẽ làm mũi tăng vào chân móc thứ hai. được mũi tăng rồi chân kế bên sẽ móc một mũi móc đơn. như vậy khi đảo công thức mình sẽ có được cụm móc như thế này, một mũi, sau đó là mũi tăng và một mũi móc đơn cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta có một móc đơn nè sau đó sẽ là mũi tăng và tiếp tục là một mũi móc đơn vào chân kế bên mình sẽ có được cụm móc thứ hai móc đến cuối vòng thì cụm cuối cùng cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha một mũi đơn sau đó là mũi tăng và tiếp tục là một mũi đơn Hoàn tất được vòng móc này rồi mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng. Lên một xích nè. Đến vòng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự như vòng mà mình vừa móc, mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ở vòng phía dưới của mình là một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Cộng lại mình có hai mũi đơn mỗi chân ha. Thì mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi đơn lên, mình sẽ có 3 mũi mỗi chân mũi thứ hai nè mũi thứ ba khi có được ba mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha như vậy đối với cái vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc kết thúc vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này thì lúc này cái vòng móc này của mình nó sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc tạo ra được một cái độ rộng vừa phải rồi ha thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân của chú rồng nè Hàng kế tiếp thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa Móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mũi chân móc Móc cho đến cuối vòng các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm hai hàng móc tương tự như vậy nữa Tức là mình sẽ có ba cái hàng móc mà mình móc mỗi chân làm một mũi móc đơn ha để tạo cái độ sâu cho cái phần đầu bên trên nè thì móc cho mình ba hàng móc móc đều. Sau đó mình sẽ thay màu tạo phần bụng ha. Sau khi đã móc lên tổng cộng là 3 vòng móc không tăng mũi thì lúc này cái phần thân của rồng nó sẽ có một cái độ sâu như thế này. Hàng kế tiếp thì mình sẽ thay màu để mình tạo cho cái phần bụng ha. Cái vòng cuối cùng mà mình đang móc này mình có tổng cộng là 30 mũi móc tạo ra 30 chân cho vòng kế tiếp. Thì 30 chân móc đó các bạn sẽ chia làm 3 cho mình ha. Mình sẽ chia ở cái phần bụng là 1 phần 3 so với cái độ rộng này. Các bạn sẽ móc cho mình 10 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn và móc bằng cái màu đỏ mình đang móc ha. Khi đã có cho mình được 10 mũi móc đơn vào 10 chân rồi, chân kế tiếp thì các bạn sẽ thay màu để mình tạo cái độ rộng cho phần bụng ở 10 chân móc kế tiếp ha. Để thay màu thì mình sẽ kéo cái sợi len màu đỏ dài lên một tí. Sau đó để ý cho mình nè, ở cái mũi đơn mà mình móc cuối cùng của cái phần màu đỏ này, ta có một cái đường móc nằm ở bên trên như thế này đâm kim vào đường đó và một cái đường móc của cái mũi móc đơn lúc này các bạn sẽ đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau mình sẽ chừa một đoạn vừa đủ dài ha sau đó đưa sợi len ra phía sau kéo sợi len màu trắng qua hai cái chân móc mà mình đang đâm kim nè giữ nguyên vị trí này và đâm kim vào chân móc kế bên móc một mũi móc đơn khi móc thì nhớ giấu cái sợi len thừa nha lúc này cái mũi móc đơn thứ 11 của mình đã được thay là màu trắng rồi nè Nắm cho mình cái sợi len màu đỏ. Các bạn sẽ guốt lại cho cái mũi màu đỏ của mình nó kết thúc ha. Như vậy là 10 mũi màu đỏ của mình hoàn tất và thay là màu trắng rồi nè. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 9 mũi móc đơn màu trắng nữa. Khi móc thì mình nhớ giấu luôn cái sợi len thừa màu trắng và sợi len màu đỏ vào trong mũi móc nha. Mũi móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba móc tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được 10 mũi màu trắng sau khi đã hoàn tất được 10 mũi màu trắng được 1 phần 3 so với tổng cái số mũi móc mà mình đang có rồi thì tiếp tục 10 chân còn lại các bạn sẽ thay màu và mình móc màu đỏ ha khi mình lật cái bên trong lại này thì các cái sợi len thừa đã được giấu vào trong mũi móc ha khi mà mình nhồi gòn vào bên trong nó sẽ không có bị cứng cái sợi len Tiếp tục cái mũi kế tiếp mình sẽ thay màu thì kéo dài cái sợi len màu trắng ra Sau đó đâm kim vào đường ở bên trên của cái mũi màu trắng cuối cùng Và đâm kim vào một đường của mũi đơn đó Thả sợi len màu trắng và cầm cái sợi len màu đỏ lên trên tay Kéo cái sợi len màu đỏ qua hai đường trên kim Sau đó móc vào chân kế bên một mũi móc đơn Lúc này trên kim mình đã thay được màu đỏ rồi Nắm sợi len màu trắng cuốt lại ta hoàn tất được cái hàng màu trắng với 10 mũi móc đơn ha bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái mũi màu đỏ cho đến hết lưu ý khi móc các cái mũi màu đỏ này nè cái sợi len màu trắng các bạn có thể cắt cho mình cái phần len màu trắng này đi ha những bạn nào mà rành mũi móc thì các bạn không cần phải cắt và mình không cần phải móc vào trong mũi móc mà các bạn có thể chừa một đoạn vừa đủ dài để lát nữa mình dồi gòn nó không có bị cứng thì đối với cái phần này mình sẽ cắt len cho nó dễ ha các bạn có thể cắt một đoạn vừa đủ thôi. Sau đó tiếp tục móc cho mình chín chân màu đỏ, mỗi chân là một mũi móc đơn và lúc này khi móc không cần phải giấu sợi len màu trắng nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất cho mình được hàng thay màu trắng đầu tiên thì móc các cái mũi màu đỏ cho đến cuối hàng. Hàng kế tiếp tiếp tục móc cho mình một hàng tương tự, mỗi chân là một mũi móc đơn màu đỏ. Mình sẽ móc cái số mũi móc tương tự giống như hàng bên trên ha, tức là 10 mũi màu đỏ, sau đó thay màu, tạo 10 mũi màu trắng và tiếp tục là 10 mũi màu đỏ ha. Thì cái mũi thứ 11 là cái mũi mình thay màu trắng nè, nó cũng nằm ở cái chân màu trắng đầu tiên ở phía dưới. Đâm kim vào hai đường như thế này, sau đó thả sợi len màu đỏ. Các bạn sẽ đưa cái sợi len màu trắng ra phía sau ha. Kéo sợi len màu trắng qua hai đường trên kim. Sau đó móc vào chân móc kế bên, là cái chân màu trắng đầu tiên, móc một mũi móc đơn kéo cho cái sợi len màu đỏ của mình nó thắt lại và canh chỉnh cái sợi len màu trắng cho cái mũi nó đều lại ha các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 10 mũi màu trắng ha khi móc thì mình sẽ giấu cái sợi len thừa màu trắng vào trong mũi móc còn cái sợi len màu đỏ thì các bạn móc khoảng tầm một hai mũi rồi mình giấu tiếp tục móc một hai mũi rồi mình sẽ giấu sợi màu đỏ ha để sợi màu đỏ khi mà mình móc nó sẽ không có bị lộ khi mình móc đến những cái chân móc cuối cùng thì cái sợi len thừa màu trắng ở hàng bên trên mình cũng móc dấu vào trong mũi móc. Đây sợi len màu đỏ có thể giấu ở chân cuối cùng này. Ta sẽ hoàn tất được cái phần thay màu trắng. Chân cuối cùng của cái phần màu trắng bên trên cũng móc cái chân cuối cùng màu trắng ở bên dưới luôn ha, thẳng hàng như thế này. Thì khi mà các bạn giấu bớt cái sợi len thừa nè, khi mà mình nhồi gòn vào bên trong cái sợi len của mình nó sẽ không có bị cứng vào gòn ha. Giúp cho cái phần thân của chú rồng của mình nó sẽ được đều hơn. Tiếp tục mình sẽ thay màu để móc các cái mũi màu đỏ cho đến cuối hàng. Thả sợi len màu trắng, thay sợi len màu đỏ, kéo qua hai đường trên kim, sau đó móc vào chân kế bên, cũng là chân đầu tiên của mũi màu đỏ luôn ha. Móc vào mũi móc đơn. Và mũi đầu tiên này mình có thể giấu sợi len màu trắng vào trong mũi móc kéo sợi len màu trắng lại tiếp tục cắt cái sợi len màu trắng đi ha các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn và không cần phải giấu sợi len màu trắng móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cứ 10 mũi màu đỏ sau đó là 10 mũi màu trắng và 10 mũi màu đỏ mình sẽ móc khoảng tầm 5 hàng móc như vậy Sau khi móc cho mình hoàn tất được năm cái hàng móc thay màu cho phần bụng thì lúc này phần thân của chú rồng nó sẽ có cái độ cao lên ha. Ta đã có được năm hàng móc thay màu rồi. Thì hàng kế tiếp mình sẽ bo nhỏ ở phía dưới lại cho cái phần bụng của mình nó giảm dần cái phần màu trắng nè. Đây bo nhỏ lại như thế này ha. Thì để bo nhỏ lại các bạn sẽ giảm cái số mũi màu trắng đi. Mình sẽ giảm một mũi đầu và một mũi cuối. Mũi đầu này và một mũi cuối thì các bạn sẽ móc cho mình 11 mũi màu đỏ thay vì như các hàng bên trên là ở đây mình sẽ thay màu nè nhưng mà ở đây mình bỏ bớt cái mũi màu trắng thì các bạn tiếp tục móc vào chân màu trắng đó một mũi màu đỏ trước sau đó ta mới thay màu ha đưa sợi len màu trắng ra phía sau nè kéo qua sau đó móc vào cái chân thứ hai của màu trắng một mũi màu trắng kéo sợi len màu đỏ lại các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi màu trắng liên tiếp mũi thứ hai nè khi móc nhớ dấu lên ha mũi móc đơn thứ 8 nè khi có được 8 mũi màu trắng rồi mình sẽ thay màu tức là cái chân cuối cùng của màu trắng này mình sẽ móc màu đỏ ha các bạn sẽ thay màu lên đưa sợi len màu đỏ qua hai đường trên kim kéo qua sau đó guốc cho sợi len màu trắng của mình nó thấp xuống ha móc và cái chân móc kế bên một mũi móc đơn như vậy là mình đã thay được màu đỏ ha ta đã giảm đi được một mũi ở cái đầu này rồi tiếp tục móc cho mình thêm 10 mũi màu đỏ nữa tức là ở phần này mình sẽ có 11 mũi màu đỏ sau khi hoàn tất cho mình được hàng móc có 8 mũi màu trắng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một hàng với 6 mũi màu trắng ha làm tương tự cho mình như hàng bên trên Tức là chân đầu tiên của màu trắng đó móc màu đỏ, sau đó thay màu. Kéo len qua hai đường trên kim. Chân thứ hai của màu trắng bên trên móc mũi màu trắng nè. Sau đó ở phần này móc cho mình 6 mũi ha, liên tiếp là 6 mũi màu trắng. Thì phần bụng của mình nó sẽ có cái độ bo giảm dần. Nhớ dấu len thừa nha. Mũi thứ hai nè, mũi thứ ba mũi thứ sáu nè hoàn tất được sáu mũi rồi ha cái mũi cuối cùng mình sẽ không móc tức là mình sẽ bỏ qua cái mũi đó mình sẽ thay màu để mình móc cái mũi tiếp theo ha như vậy là ta sẽ hoàn tất được hai hàng móc dẻ mũi màu trắng cho cái phần bụng của mình nó nhỏ lại và lúc này tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng này của mình nó cũng là 30 mũi móc ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần thay màu tạo phần bụng cho chú rồng của mình nè, với năm hàng móc móc đều 10 mũi, sau đó hai hàng phía dưới, một hàng là 8 mũi và một hàng là 6 mũi. Tạo độ bo cho cái bụng rồi thì bây giờ mình sẽ giảm mũi. Dựa cho mình vào cái hàng mình đang tăng mũi cuối cùng ở bên trên. Mình có 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì các bạn sẽ bê cho mình 3 mũi mỗi chân là bê cái số mũi móc đơn lẻ xuống phía dưới ha mình sẽ có 3 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi chân đầu tiên nè chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn và chân thứ ba tương tự khi có được 3 mũi móc đơn vào ba chân rồi chân kế tiếp khác với phần tăng mũi bên trên mình móc mũi tăng thì bây giờ mình sẽ móc mũi giảm ở hai chân kế tiếp ha để móc mũi giảm thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân thứ tư sau đó kéo len qua chân móc đừng có kéo dài cái sợi len quá ha mà giữ nguyên vị trí này đâm kim vào cái chân móc thứ năm kéo len khi trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim như vậy là ta sẽ tạo ra được mũi giảm đầu tiên và mình sẽ có cụm móc như thế này ba mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng ta có ba mũi móc đơn mỗi chân nè mũi đầu tiên mũi thứ hai và mũ thứ 3. 3 mũi thứ ba được ba mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp móc mũi giảm đâm kim vào chân kế bên kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp kéo qua ba đường trên kim mình có được cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba ha lúc này các bạn cũng móc luôn cho mình vào cái phần màu trắng chứ mình không có cần phải thay màu nữa ha ba mũi mỗi chân nè tiếp tục sẽ là mũi giảm ta sẽ có được cụm móc thứ ba ha làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm giảm ta giảm đi được 6 mũi lúc này cái phần thân nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại để móc cái hàng kế tiếp thì mình cũng dựa vào hàng bên trên khác với phần tăng mũi bên trên mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ còn cái phần giảm mũi thì các bạn sẽ giảm dần số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi ở đây của mình là 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì các bạn sẽ giảm đi cho mình còn hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm ha mũi đầu tiên vào chân đầu tiên mũi thứ hai sau đó hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp ha sau đó kéo len qua ba đường trên kim thì như vậy ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm đối với cái vòng này nè các bạn cũng để ý cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của mình đang là số chẵn. Hai mũi là số chẵn thì mình cũng có thể đảo công thức ở vòng này ha. Các bạn có thể đưa cho mình cái mũi giảm vào chính giữa. Mình sẽ móc một mũi móc đơn trước. Sau đó mình sẽ móc mũi giảm ở hai chân kế bên. Đâm kim lần lượt vào hai chân nè. Kéo qua ba đường trên kim. Sau đó chân kế bên sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cụm móc như thế này một đơn một giảm và một đơn ha cộng lại mình cũng có hai mũi đơn sau đó là mũi giảm móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó tiếp tục móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa vòng kế tiếp của mình sẽ là một móc đơn sau đó là mũi giảm ha sau khi hoàn tất cho mình thêm được một hàng móc nữa thì hàng móc của mình đang móc lúc này nó sẽ là một móc đơn sau đó là mũi giảm nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần đáy rồi thì nhồi gòn vào bên trong Sau đó canh chỉnh cho mình cho cái phần thân của chú rồng nó được đều hơn Tiếp tục vào móc kế tiếp thì 12 cái chân mà mình vừa tạo ở đây Các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp là 6 cái mũi giảm Vào hai chân liên tiếp với nhau ha hai chân đầu tiên nè Ta sẽ có mũi giảm đầu tiên Mũi giảm cuối cùng là mũi giảm thứ sáu sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Khi kết thúc thì mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi giảm liên tiếp. Đâm kim vào chân mũi giảm đầu tiên móc một mũi dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Mình sẽ có 6 cái chân móc của 6 mũi giảm, ta lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài của 6 cái chân đó. Đường thứ nhất nè. Đâm từ ngoài vào trong ha. Đường thứ hai, Khi đâm được đến hết 6 chân móc đó rồi mình sẽ quốc mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại Ta sẽ hoàn tất được phần thân của chú rồng Giấu sợi len vào bên trong và cắt len Ta sẽ có được phần thân như thế này ha Bây giờ mình sẽ móc cái phần sân trước Tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một buổi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu sau khi có được sáu mũi móc đơn rồi thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ha nhớ rút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời khi kết thúc thì cũng tương tự giống như phần thân kéo dài sợi len nghiêng về phía tay mình cầm kim móc sau đó rút mạnh lại lên một mũi móc xích thì đối với phần sân của mình mình sẽ tạo cái độ rộng của phần sân ở sau cái chân móc này vòng móc thứ hai và thứ ba mỗi chân móc một mũi móc đơn để tạo cái độ cao cho phần sân mình sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân ha móc cho mình hai hàng móc tương tự như vậy Sau khi hoàn tất thêm hai hàng móc mỗi hàng có 6 mũi móc đơn nè, thì cái phần sừng của mình nó sẽ có 3 hàng móc như thế này. Vòng đầu 6 mũi móc đơn, vòng 2 và vòng 3 cũng 6 mũi nè. Thì tiếp tục đến vòng móc thứ tư mình sẽ tạo một cái sừng nhỏ cho cái chú rồng của mình ha. Các bạn để ý cho mình ở cái mũi đầu tiên mình sẽ có hai đường móc. Đây, đây là mũi đầu tiên ha. Hai đường móc thì mình sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào đường móc nằm bên trong. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu để mình có thể nhẹ nhớ được mũi móc. Đánh dấu vào đường bên trong trước ha. Sau đó mình sẽ móc vào cái đường móc bên ngoài của cái mũi mà mình vừa đánh dấu á. Mũi bên trong mình đánh dấu thì nguyên mũi bên ngoài nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn và đường nằm bên ngoài ha. Được mũi móc đơn rồi móc lên hai mũi móc xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi móc xích đầu tiên. Lúc này đâm xuống thì các bạn sẽ thấy có cái đường móc này nè. Đâm kim vào đó móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim cũng vào cái chân móc của cái mũi phía ngoài ở chân đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Là cái mũi mà mình vừa móc một móc đơn đó ha. Tiếp tục móc thêm một mũi dời vào cái chân móc mà mình vừa móc đó. như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái sừng nhỏ cho hoài tiết của mình ha móc lên một mũi móc xích chân móc kế bên các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ hai của cái vòng tròn thứ ba á. móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn nó là cái chân móc sát với cái mũi mà mình móc cái phần sừng ha dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đó Tiếp tục chân móc kế bên móc cho mình mũi móc đơn thứ hai. Chân móc thứ tư của vòng thứ ba móc tiếp mũi móc đơn thứ ba. Chân kế tiếp móc mũi móc đơn thứ tư. Và chân thứ sáu của cái vòng thứ ba móc cho mình mũi móc đơn thứ năm. Khi mình có được 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp thì lúc này cái chân cuối cùng của mình là cái chân mà mình móc mũi móc đơn thứ năm á. Các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân mà mình đánh dấu đầu tiên Tức là cái chân của cái mũi nằm ở phía dưới Là cái chân màu đỏ mình đánh dấu nè Các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra sau đó móc vào đó cho mình mũi móc đơn thứ sáu ha đâm kim vào cái chân của cái mũi màu hồng mà mình đánh dấu nè là cái chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta bắt đầu móc móc vào đó một mũi dời như vậy là ở cái vòng móc thứ tư này mình cũng có được tổng cộng là 6 cái mũi móc đơn ha guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích cắt một đoạn len vừa đủ dài khi mà mình luồn kim vào nè các bạn để ý cho mình cái phần sừng của mình ha nó sẽ có cái chiều cao tầm khoảng 4 hàng móc vòng đầu tiên 6 mũi đơn Vòng thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng có 6 mũi đơn, nhưng ở vòng thứ tư mình sẽ tạo ra được một cái sừng nhỏ như thế này ha. Khi mà mình khâu cái phần sừng này vào bên trong thân của chú rồng thì mình sẽ đưa cái phần sừng này khâu ở bên trong. Cái vị trí của phần sân nó sẽ nằm ở hai bên trong như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đuôi. Đối với phần đuôi thì tạo cho mình một vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 5 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm có được 5 mũi móc đơn rồi guốc lại cho cái vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời tương tự như phần thân ha cũng guốc lại cho mũi dời nhỏ lại móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên có 5 mũi móc đơn sẽ tạo ra 5 chân cho vòng thứ hai Vòng thứ hai móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ hai một mũi móc đơn. Đến chân móc thứ ba của cái vòng đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ ba đó ba mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Ta dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn nằm chính giữa. Còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc đến điểm kết thúc rồi đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Gút lại và lên một xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình ba chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Tức là mình sẽ móc các cái mũi móc đơn vào các chân liên tiếp đến cái chân mà mình đánh dấu. Móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Tiếp tục móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Khi có được 3 mũi móc đơn vào ba chân, chân kế tiếp sẽ là cái chân mà mình đánh dấu, là chân nằm chính giữa của 3 mũi mình móc vào cùng chân móc ha. Thì chân chính giữa đó các bạn cũng móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa của ba mũi này ha lúc này mình sẽ còn lại ba chân móc kế tiếp là ba chân cuối cùng mỗi chân móc một mũi móc đơn khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời Quốc lại và lên một xích đến vòng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự như các vòng móc bên trên mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn và mỗi chân móc cho đến cái chân mà mình đánh dấu thì ở hàng này mình sẽ có bốn chân móc liên tiếp ha mỗi chân một mũi móc đơn nè khi có được bốn mũi móc đơn vào bốn chân thì lúc này đến cái chân kế tiếp là chân mình đánh dấu thì các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và móc vào đó ba mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục đánh dấu vào cái chân móc nằm chính giữa của ba mũi này ha còn lại bốn chân móc cuối cùng thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng rồi thì đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Quốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự như các vòng móc mà mình vừa móc ha. Thì cái phần đuôi của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Ở phía dưới là bằng ha, còn phía trên nó sẽ dần dần cao lên móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đến cái chân nằm chính giữa mà mình đánh dấu thì chân đó móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc ha thì phần đuôi các bạn sẽ dừng lại cho mình ở 7 hàng móc khi đã hoàn tất được 7 hàng rồi thì kết thúc cắt một đoạn len vừa đủ dài đã có được một cái phần đuôi của rồng xỏ sợi len vào trong kim khâu sử dụng cho mình những cái ghim đánh dấu này hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái dụng cụ để đánh dấu khác giống từ cái phía bụng nè phía bụng sáu mũi thì chia đôi ra sau đó các bạn sẽ giống thẳng cho mình đối xứng ra phía sau ha để đánh dấu thì các bạn sẽ xác định cho mình cái mũi móc nằm ở chính giữa của hàng móc mà mình móc đều bên trên với cái hàng móc mà mình tăng mình giảm mũi ha thì là mình sẽ đánh dấu vào cái đường móc nằm chính giữa của hai cái hàng móc đó cái điểm đánh dấu này với cái phần đuôi á Thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân móc mà mình à, vừa kết thúc của hàng móc luôn Sử dụng kim đánh dấu này đánh dấu vào vị trí này Giữ cố định lại ha Sau đó từ cái phần đuôi đi lên tới cái phần thân trên Các bạn sẽ cách cho mình khoảng tầm 5 cho đến 6 hàng móc đánh dấu vào cái chân mà mình móc ba mũi cùng chân móc đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa và nhớ cái điểm này nó cũng thẳng hàng với cái điểm chính giữa của cái phần thân trước ha các bạn sẽ giống làm sao cho nó thẳng hàng là được sau đó tiếp tục đánh dấu ở cái vị trí này khi đã có được vị trí cố định để mình khâu cái phần đuôi rồi ha thì các bạn sẽ tiếp tục khâu cho mình nè ta sử dụng kim khâu ha các bạn sẽ khâu cho mình giống như cách mà mình khâu vá đồ á cái phần đuôi thì mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài vào hai chân móc tương ứng với nhau. Còn cái phần thân dưới thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở cái chân móc mà mình vừa đâm lên nè, thì đâm xuống sau đó đâm lên đến cái chân móc kế tiếp. Làm sao cho nó tương đương với cái mũi mà mình tiếp tục khâu ở phần đuôi ha. Phần đuôi thì đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc kế bên ha. Khâu tương tự cho mình cho đến hết, sau đó nhồi gòn vào bên trong cho phần đuôi của mình được cứng cáp, ta sẽ hoàn tất được đuôi nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mũi phía trước. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ móc lên 4 mũi móc xích. Mũi đầu tiên. 2 3 và 4. Có được 4 mũi rồi móc lên một mũi móc xích. Chân móc xích thứ tư móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên còn lại ba chân móc của cái mũi móc xích thì hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi đầu tiên nè và mũi móc đơn vào chân móc thứ hai còn lại một chân móc cuối cùng thì chân đó móc cho mình bốn mũi móc đơn vào cùng chân móc mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi móc đơn thứ tư. Có được bốn mũi vào cái chân móc cuối cùng này rồi, tiếp tục di chuyển kim về lại các cái chân móc bên này. Hai chân móc mà mình móc mỗi chân một mũi móc đơn thì tiếp tục móc vào đó cho mình mỗi chân một mũi móc đơn ha. Ta sẽ có hai mũi móc đơn vào hai chân nè. Khi móc thì nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Còn lại một chân móc cuối cùng thì ban đầu có móc hai mũi móc đơn rồi, tiếp tục móc thêm hai mũi móc đơn vào chân móc đó nữa ta có được mũi móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư vào cái chân móc cuối cùng này thì số mũi móc lúc này nó sẽ bằng với cái đầu còn lại bên này 4 mũi ha kết thúc thì đâm kim vào chân móc mà mình đánh dấu là chân mũi đầu tiên móc một mũi dời nhớ gút lại ha sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến vòng móc thứ hai vòng móc thứ hai để ý hai chân đầu tiên là hai cái chân mà mình móc vào cùng chân móc thì hai chân đó móc cho mình mỗi chân là mũi tăng chân đầu tiên nè là cái chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc ha cũng móc mũi tăng đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên tiếp tục chân thứ hai cũng móc mũi tăng khi có được hai mũi tăng vào hai chân rồi hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn đến chân móc kế bên sẽ là chân đầu tiên của bốn mũi mà mình móc vào cùng chân móc thì bốn cái chân móc đó lần lượt móc cho mình mũi tăng vào bốn chân ha được bốn mũi tăng vào bốn chân rồi hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn còn lại hai chân móc cuối cùng là hai cái chân mà mình móc vào cùng chân móc ha thì mỗi chân móc cho mình mũi tăng chân kế cuối móc mũi tăng nè và chân cuối cùng móc mũi tăng như vậy khi kết thúc vòng móc này ta sẽ có được tổng cộng là 20 mũi móc ha tạo ra 20 chân cho vòng kế tiếp tiếp tục kết thúc vòng tháo kim đánh dấu đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích nhớ guốc lại nhé thì cái độ rộng của phần mũi mình sẽ dừng lại ở 20 chân móc này tạo ra được một cái độ rộng như thế này thì hai hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn, ta sẽ có hai hàng móc có 20 mũi móc đơn ha. Khi hoàn tất được hai hàng móc móc đều thì phần mũi của mình lúc này sẽ dừng lại ở bốn hàng móc, có một cái độ sâu như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ khâu vào trong thân của chú rồng. Các bạn sẽ khâu cho mình ở cái chân móc nằm chính giữa của hai hàng móc màu trắng từ chân móc thứ hai trở đi đối với cái phần này mình sẽ chừa ra hai đường móc bên ngoài ha các bạn sẽ khâu cho mình ở chính cái chân móc nằm chính giữa và cách lên ba hàng móc mình sẽ khâu tiếp tục ở cái hàng móc thứ ba bên trên thì cái chân mà mình bắt đầu đâm kim sẽ là cái chân nằm chính giữa của hai hàng móc này đưa cho mình cái phần mũi vào nè thì tương tự giống như cách khâu cái phần đuôi á các bạn cũng đâm kim cho mình vào hai cái đường móc song song tương đương với nhau đây là cái phần thân hả còn cái phần mũi thì đâm từ trong ra ngoài nè sau đó kéo lên tiếp tục hoa đưa lên hàng kế tiếp kéo lên được hai mũi thế này rồi đến cái hàng kế tiếp mình sẽ khâu tương đương đập kim vào những cái chân móc nằm ngang và cái chân móc ở bên trên của phần mũi nè tức là đâm từ trong ra ngoài phần mũi của mình nó sẽ khâu ở cái chiều cao 3 hàng móc của phần thân ha sau khi đã khâu hoàn tất được phần mũi nhồi gòn vào bên trong cho phần mũi của mình được cứng cáp hơn thì ta sẽ có được mũi của chú rồng như thế này bây giờ mình sẽ móc những cái sừng ha từ cái vòng tròn đầu tiên mà ta tạo ở trên cái đỉnh đầu nè các bạn sẽ đếm xuống cho mình đây là hàng móc đầu tiên hàng móc thứ hai thì mình sẽ đâm kim giữa hàng móc thứ ba và thứ tư giống thẳng hàng cho mình ở cái vị trí này đâm từ chân móc phía dưới lên chân móc phía trên và giống nó làm sao cho nó nằm ở trung tâm của phần mũi ha sau đó mình sẽ đưa sợi len ra phía sau kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên bốn mũi móc xích mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư ta có được chiều cao của phần sừng móc lên một mũi móc xích Chân móc thứ tư móc một mũi dời. Chân thứ ba móc cho mình mũi móc đơn, tức là lúc này mình sẽ nâng cao cái chiều cao của mũi móc. Khi móc nhớ dấu len thừa ha. Chân thứ ba móc mũi móc đơn nè. Chân thứ hai sẽ móc mũi nửa kép. Và chân móc cuối cùng sẽ móc cho mình là mũi kép đơn. Như vậy là mình đã nâng cao lên được cái độ cao của phần sừng ha, tạo ra một cái sừng nhỏ như thế này. Để kết thúc cái phần sừng này các bạn sẽ cách cho mình khoảng 1 cho đến 2 hàng móc. Thì tùy vào các bạn muốn phần sừng nó ít hay nhiều mà mình có thể cách khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng. Ở đây mình sẽ cách tầm khoảng 2 hàng móc. Ta đâm kim vào cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên nè. Sau đó đâm thẳng xuống phía dưới vào cái chân móc kế tiếp. Ta nhớ thẳng hàng với cái sóng đuôi nha. Móc vào đây một mũi dời, nhớ guốc lại cho cái mũi dời của mình nó sát lại nè ta sẽ có được cái phần sân đầu tiên tiếp tục phần sân thứ hai làm tương tự móc lên bốn mũi móc xích mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư được bốn mũi rồi móc tiếp lên một mũi móc xích chân thứ tư móc một mũi dời chân thứ ba móc một mũi móc đơn chân thứ hai móc cho mình mũi nửa kép và chân cuối cùng là cái chân đầu tiên mà mình gây nên luôn Cũng móc cho mình vào đó một mũi kép đơn Giống như là cái phần sừng đầu tiên ha Như vậy là mình cũng nâng cao lên được cái phần sừng Ta có được sừng thứ hai nè Kết thúc thì cũng tương tự các bạn có thể bỏ qua cho mình khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng Tức là mình có thể cách khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng ha Mình sẽ đâm kim vào cái hàng thứ ba và các bạn cũng giống thẳng hàng cho mình đến cái sóng của đuôi nè đâm kim từ vị trí này đâm thẳng xuống dưới móc vào đây mũi dời khi móc cho mình cái mũi dời thì nhớ gút lại để cái mũi của mình nó sát với lại cái phần sân ha đây. móc lên bốn mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến cái phần sóng đuôi khi các bạn đã tạo cho mình được những cái phần sừng như thế này rồi đến hai cái sừng cuối cùng ở phần đuôi các bạn sẽ giảm cho mình cái chiều cao của phần sừng Tức là cái sừng kế cuối móc cho mình lên 3 mũi thôi ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Được 3 mũi móc lên một mũi móc xích. Chân thứ ba móc một mũi dời. Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi móc đơn. Và chân cuối cùng sẽ móc cho mình mũi nửa kép. Tức là lúc này mình đã mất đi cái mũi kép đơn rồi nè. Hoàn tất được cái chiều cao của sừng cũng bỏ qua cho mình khoảng 1 cho đến 2 hàng. Mình cũng đâm kim vào cái chân móc đó và đâm thẳng xuống phía dưới. Móc mũi dời. Ta hạ được chiều cao của cái phần sừng thì sừng cuối cùng chỉ móc lên cho mình hai mũi móc xích thôi ha. Được hai mũi tạo chiều cao rồi lên một mũi móc xích. Chân thứ hai đó móc cho mình mũi dời và cái chân thứ nhất cũng là chân cuối cùng mình sẽ móc mũi móc đơn Hoàn tất chiều cao của phần sân rồi cũng cách cho mình khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc. Đâm kim vào cái hàng móc tiếp theo và mình sẽ móc mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Giấu cho mình sợi len vào bên trong ta sẽ có được phần sân như thế này. Kết thúc được phần sân ở phía sau rồi các bạn sẽ khâu cho mình hai cái sân bên trên và khâu cho cái phần sân nhỏ nó nằm ở bên trong với nhau ha. Nó có thể nằm thẳng hàng với lại cái sân đầu tiên hoặc là lệch hơn một tí cũng được cách khâu thì cũng tương tự giống như các bạn khâu cái phần mũi cũng như phần sừng nè nhớ là nhồi một ít gòn vào bên trong cho phần sừng của mình được cứng cáp tiếp tục mình sẽ khâu cái phần chân ở phía dưới ha thì phần chân ở đây mình đã có sẵn một chân rồi nè mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần chân này từ cái phần bụng dời cho mình về một hàng móc sát cái phần màu đỏ nè chống thẳng xuống cho mình mình sẽ đâm kim vào giữa của hàng móc giảm mũi đầu tiên và hàng móc giảm mũi thứ hai và cái chân móc nằm chính giữa của hai hàng móc đó nha và giống cho mình từ phần bụng nè cái mũi màu đỏ cuối cùng giống thẳng xuống phía dưới khi bắt đầu thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thẳng này với cái chân móc sát bên còn khi kết thúc thì các bạn sẽ cách cho mình từ cái chân móc mà mình vừa đâm kim lên á lùi ra cho mình khoảng tầm hai chân móc ta đâm kim ngược lại từ cái chân móc thứ hai mà mình đếm vào chân móc đầu tiên này thì lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình ha đâm kim vào đây sau đó mình sẽ đưa sợi len ra phía sau kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên bốn mũi móc xích một hai ba và bốn có được bốn mũi rồi móc lên một mũi móc xích chân thứ tư móc một mũi móc đơn Chân thứ ba cũng móc cho mình mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Khi có được 3 mũi móc đơn liên tiếp thì còn lại chân cuối cùng ha, các bạn khoan hãy móc vào đây mà mình tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích. Hai mũi móc xích mà mình vừa gây nên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai Đến mũi móc đơn thứ ba thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn thứ ba ở cái phần chân đầu tiên nè. Đây ha, móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình cũng có được cái chiều dài với 3 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi mà mình móc mũi móc đơn thứ ba đó. Đâm kim vào sau đó kéo len qua chân móc. đâm kim nè vào cái chân móc mà ta móc bộ móc đơn thứ ba ha kéo lên sau đó tiếp tục giữ nguyên vị trí này đâm kim vào chân móc xích đầu tiên mà ta tạo kéo lên kéo qua ba đường trên kim để kết thúc thì làm tương tự này các bạn sẽ đâm kim ngược lại cho mình từ cái chân móc mà mình vừa đâm lên chừa ra một chân nè đến cái chân thứ hai mình sẽ đâm kim từ chân thứ hai đâm ngược về chân đầu tiên sau đó mình sẽ kéo cái sợi len móc vào đây cho mình mũi dời ha. Lúc này khi kết thúc thì kéo dài sợi len và cắt len. Khi mà mình đâm kim kết thúc thì các bạn sẽ đâm kim ngược lại cho mình về vị trí mà mình vừa đâm kim kết thúc. Kéo cái sợi len về cái chân móc này. Đầu len mà ban đầu mình gây nên các bạn cũng kéo ra phía trước, sau đó mình sẽ cột lại. Giấu sợi len vào trong ha. Tiếp tục đến cái phần chân thứ hai thì từ đây các bạn cũng giống thẳng xuống cho mình nè giống thẳng xuống sau đó mình cũng đâm kim kết thúc là từ cái điểm này còn bắt đầu thì mình cũng quay ngược lại mình sẽ đâm kim thẳng với cái mũi đầu tiên của cái phần màu trắng nè ta sẽ hoàn tất được hai chân như thế này ha tiếp theo thì mình sẽ móc cái phần bờ ở hai bên phần bờm thì mình sẽ khâu chứ không có móc trực tiếp các bạn tạo một nút sau đó mình sẽ móc một sợi dây móc xích sao cho nó có cái chiều dài mình nối từ phía sau của phần sừng nè nối thẳng xuống phía dưới và bo cong đến cái phần mũi ha thì đối với mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 9 mũi móc xích tùy vào tay thợ móc mà cái số mũi xích này nó có thể khác nhau ha các bạn sắp xếp cho nó là số lẻ là được sau khi đã có cho mình được 9 mũi móc xích rồi ta có được cái chiều dài này đưa vào bên trong nè từ cái trung tâm của mũi đến cái phần sau của sân ha khi có được cái chiều dài này rồi thì móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó ta đâm kim vào chân móc thứ chín móc vào đó một mũi kép đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích tiếp tục đâm kim đến chân móc kế bên là chân thứ tám của cái hàng xích này nè móc vào đó một mũi dời được một họa tiết đầu tiên ha lên hai mũi móc xích đâm kim vào chân móc thứ bảy móc một mũi kép đơn lên hai mũi xích chân thứ sáu móc một mũi dời lên hai mũi móc xích các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha khi móc đến cuối thì cái chân cuối cùng của mình nè mình sẽ móc vào đó một mũi kép đơn móc lên hai mũi xích và điểm kết thúc của cái phần bờm này mình sẽ đâm kim vào chân của mũi mà mình vừa móc kép đơn đó luôn ha móc một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu Sau đó mình sẽ khâu cái phần bờm này vào trong thân của rồng ha Để khâu lại thì các bạn đưa cho mình mặt phải của phần bờm ra phía trước Đây mình sẽ giống làm sao cho mặt phải ra phía trước ha Và khi khâu thì mình sẽ ấp cái mặt phải xuống vào trong và mình sẽ khâu ở phía sau Mình sẽ khâu vào hai chân móc tương đương với nhau ha ở phần thân với lại phần bờm luôn mình sẽ khâu bo cong lại đến cái tâm điểm của phần mũi nè nhớ ha mình sẽ khâu ở phía sau nha bên này cũng vậy nè mình sẽ lật cái mặt phải của phần bơm ra và mình khâu từ phía sau đâm kim vào hai chân móc tương đương và kéo lên ha khâu tương tự cho mình cho đến hết sau khi hoàn tất cho mình được cái việc khâu hai bờm lại rồi thì ở phía dưới của bụng các bạn tiếp tục khâu cho mình những cái đường thẳng như thế này để tạo cái điểm nhấn cho phần bụng ha. Mình sẽ khâu 3 đường ở phía dưới của phần bụng nè. Sau đó cắt len. Hoàn tất được phần bụng rồi thì các bạn tiếp tục gắn cho mình hai mắt ở hai bên, sử dụng keo nến hoặc là kim khâu ha. Sau đó tiếp tục sử dụng len màu trắng và mình trang trí ở phần mặt. Mình sẽ trang trí một đường râu ở bên cạnh sau đó hai sóng mũi nè và tiếp tục đường rau còn lại bên này ha ta có được phần trang trí như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái chú rồng nhỏ để trang trí xinh xắn như thế này các bạn có thể thay đổi màu tùy thích ha đây là cái phần khung mà mình hoàn tất nè thì các bạn tiếp tục móc cho mình một cái áo cho cái công tắc của mình ha phần áo thì móc cho mình hai vòng đầu tiên tương tự như cách móc cái phần đầu vòng đầu với 6 mũi đơn và vòng 2 với 6 mũi tăng Vòng thứ ba sẽ móc cho mình 12 mũi móc đơn vào 12 chân móc. Móc cho đến cuối vòng rồi tiếp tục vòng kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng trống để mình có thể chừa cái phần công tắc. Hai chân đầu tiên móc mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân đầu tiên này móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Được hai mũi móc đơn vào hai chân rồi, móc lên hai mũi móc xích. Hai mũi này nó sẽ tương đương với hai chân kế bên ha. Bỏ qua cho mình chân thứ ba và chân thứ tư, móc vào chân thứ năm mũi móc đơn sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối ta sẽ có được cái khoảng trống như thế này ha sau khi móc đến cuối hàng rồi thì tiếp tục cái hàng kế tiếp mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn hai chân đầu tiên nè hai chân kế tiếp là chân của mũi móc xích các bạn có thể móc cho mình vào cái khoảng trống này luôn ha chứ không cần móc vào chân của mũi móc xích móc vào khoảng trống này hai mũi móc đơn thay thế cho hai cái chân móc xích đó sau đó tiếp tục các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn thì đây sẽ là cái khoảng trống mà mình à, chừa ra cho cái công tắc nè móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần khóa của mình nó đạt được cái độ cao ha mình sẽ móc lên là bốn hàng móc tính từ cái khoảng trống mà mình chừa ra ở phần mắt nè đây nó sẽ có cái độ cao bằng với phần công tắc rồi thì từ đây các bạn sẽ chia đôi cho mình tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng ra. Vòng cuối cùng của mình là 12 mũi móc tạo ra 12 chân. Các bạn sẽ chia đôi cái mũi đó ra. Đây là cái mặt trước ha, là cái mặt của cái công tắc ha. 12 chân đó thì các bạn lấy cho mình 6 chân đầu tiên ha. Mình sẽ tạo ra hai cái mắt như thế này. 6 chân đầu tiên, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn chân thứ tư móc một mũi móc đơn đến chân móc thứ năm và chân móc thứ sáu thì mình sẽ tiến hành chụm lại hai chân này thành một mũi đâm kim vào chân thứ năm và chân thứ sáu sau đó kéo len qua ba đường trên kim như vậy là ở hàng móc này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là bốn mũi móc ha ba mũi móc đơn và một mũi chụm tạo ra bốn chân cho hàng kế tiếp quay ngược đầu móc lại thì bốn chân móc đó tiếp tục giảm cho mình mũi đầu và mũi cuối bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn còn lại chân thứ ba và chân thứ tư mình sẽ chụm mũi ha cách chụm tương tự nè đâm kim vào chân thứ ba kéo lên đâm kim vào chân thứ tư kéo lên sau đó kéo qua ba đường trên kim thì hàng này mình sẽ còn lại được hai chân móc một mũi móc đơn và một mũi chụm quay ngược đầu móc lại hai cái chân móc mà mình vừa tạo này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi ha ta bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai cũng là chân cuối cùng một mũi móc đơn khi hàng móc của mình còn lại được một chân móc thì móc lên cho mình một dây móc xích sao cho khi mà mình gặp lại nó có cái độ rộng tùy vào phần nút mà các bạn sử dụng ha ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 6 mũi móc xích mũi đầu tiên 2 3 4 5 và 6 có được 6 mũi rồi ha tạo cái khoảng trống như thế này thì các bạn quay ngược đầu móc lại và mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn cuối cùng mà ta móc móc vào đó một buổi dời kéo dài sợi len và cắt len đưa cái sợi len ra phía ngoài sau đó mình sẽ giấu cái sợi len vào trong mũi móc thì ta sẽ tạo ra được một cái khóa cho phần nút nè sau khi đã hoàn tất được cái khóa rồi mặt phía sau các bạn cũng có cho mình sáu chân còn lại ha thì sáu chân còn lại này mình cũng móc tương tự như cái phần thân trước nhưng mình sẽ không móc cái phần khóa đưa sợi len ra phía sau nè đâm kim vào cái chân móc thứ bảy của cái vòng bên trên ha đâm kim sau đó kéo len qua chân thứ bảy này tiếp tục giảm mũi bỏ qua chân thứ bảy đó móc vào chân thứ tám một mũi móc đơn thì lúc này mình cũng có sáu chân móc ha các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái phần thân bên kia Khi hoàn tất được cái bên còn lại rồi thì mình cắt len và giấu len thừa vào trong mũi móc. Phần này các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở bên đó nha. Ta sẽ có được áo cho phần công tắc của mình nè. Luôn cho mình phần áo vào trong công tắc. Cái khoảng trống mà nó hở ra các bạn sẽ đưa cho mình cái mắt mà mình à, bấm nút để mình canh chỉnh cho cái phần đèn á. Đưa cho nó ra phía trước như thế này. Ta sẽ mặc được áo cho phần công tắc rồi thì ở phía sau cái mặt này các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở bên này ha. Sau đó sử dụng cái khoảng trống mà mình tạo ở phía trước mình cài lại. Như vậy là mình sẽ cố định được cái công tắc ở bên trên. Khi các bạn đã xác định cho mình được tâm điểm của công tắc rồi thì mình tiếp tục tạo một nút ở cái sợi len khác màu ha. Lưu ý là chừa một đoạn len vừa đủ dài, sau đó móc lên một dây móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Được 8 mũi rồi, nối lại ha tạo được cái vòng tròn như thế này. Thì các len các bạn cắt cho mình một đoạn len cũng vừa đủ dài luôn. Đưa cái sợi len này vào trong cái uh, sừng của khủng long ha. Chọn một phần sừng tương ứng để cho cái khủng long của mình nó đứng vững nè. Sau đó mình luồn qua tháo cái nút này ra ha. Xác định được tâm điểm rồi các bạn sẽ luồn kim cho mình vào bên trong mình sẽ chọn khoảng tầm 3 cho đến 4 cái đường mà mình quấn nè sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua khi kéo lại thì các bạn sẽ cột quốc cho mình hai đầu lại sau đó giấu sợi len thừa vào trong giống như cách mà các bạn kết thúc cái vòng mà mình nối ở bên cái vòng gỗ ha giấu sợi len thừa vào nè sau đó cái phần nút của công tắc á các bạn tiếp tục luồn cho mình ra phía sau vào cái khoảng của cái sợi len mà mình tạo nè luồn ra phía sau và mình cài nút lại phía sau ha Thì như vậy là mình đã cân bằng được chú rồng của mình ở bên trong của vòng gỗ nè Thì phần thân của lòng đèn mình có thêm một cái kén ở bên trên để mình cầm đi ha Thì mình sẽ tiếp tục móc thêm một cái sợi dây để mình nối với cái kén ở bên trên Các bạn sẽ chập đôi cho mình hai màu len lại Chừa một đoạn vừa đủ Tạo một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi mình có được một nút rồi các bạn sẽ cầm cho mình một trong hai sợi len này lên trên tay. Còn cái sợi len còn lại các bạn sẽ đưa cho mình ra phía trước kim, vòng một vòng quanh kim ha. Đây. Giữ nguyên vị trí này nè, sau đó đưa cái sợi len mà mình để bên dưới á, vòng từ trước ra phía sau. Giữ nguyên vị trí này và móc cho mình cái sợi len màu xanh qua các đường móc trên kim. Tiếp tục vòng cái sợi len màu vàng từ trước ra phía sau kim kéo sợi len màu xanh qua tiếp tục ha đưa sợi len màu vàng ra phía trước vòng ra phía sau kéo sợi len màu xanh qua các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được một cái chiều dài vừa đủ để gắn vào thân lòng đèn ha ta sẽ có cái họa tiết của sợi dây như thế này sau khi hoàn tất rồi thì nắm cho mình hai sợi len và mình móc lên một mũi móc xích cắt len ha, cắt một đoạn vừa đủ dài. Ta sẽ có được cái sợi dây như thế này. Để gắn được cái sợi dây này vào trong thân của lòng đèn á, thì các bạn để ý cho mình nè. Ở cái cán gỗ mà mình đang sử dụng, cái vòng này, nó ngang như thế này ha. Thì khi mà mình nối để cho cái phần thân của lòng đèn nó được cân bằng ở phía trước, thì mình sẽ nối cái sợi dây từ trước ra sau hoặc là từ sau ra trước nha. Chứ không đâm vào hai đường nằm ngang. Mình sẽ đâm kim ở vòng thứ hai của cái vòng tròn này sau đó kéo cái sợi len mà mình vừa tạo qua các bạn sẽ cột quốc lại ở hai đầu khi đã cột quốc lại rồi thì nắm cho mình một đầu của sợi xích các bạn sẽ kéo lại cho cái phần nút này nó luồn vào bên trong của cái áo khóa nè sau đó cắt len thừa đi ha ta sẽ có được một cái sợi dây ở bên trên như thế này trên cái phần cán của mình nó sẽ có một cái khoảng ở giữa cái vòng tròn các bạn sẽ luôn cho mình cái sợn len này vào bên trong ha. Thì mình sẽ cân bằng được cái lòng đèn của mình nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu lòng đèn xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.